Xin chào mọi người đã đến với lại kênh YouTube Chứng khoán Có Thể Ngồi nha. Rồi, chúng ta sẽ phân tích thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay và ngày mai, là một cái phiên trước phiên nghỉ lễ, ok các bạn ạ. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta có một cái list những cổ phiếu ngày hôm nay bùng nổ, và sau đó chúng ta sẽ nhìn lại góc độ của từng cái nhóm ngành một và đâu sẽ là những cổ phiếu mà thực sự bây giờ các bạn có thể là chú ý ở một cái giai đoạn này, để các bạn giờ cân nhắc những cái giai đoạn mà khi nó điều chỉnh rung đất á, lại là cơ hội, ok. Chứ không phải là một vài phiên trước là các bạn nhảy vào các bạn múc thì giống như cái lời của Thái rồi đúng không ạ? Đây, vội vã mua các bạn thì là sẽ vội vã bán và nó sẽ rơi vào trong trạng thái giờ cắt tiết liên tục ha. Ok, rồi lần đầu tiên các chị đừng quên nhớ bấm cho Thái nút like, thả tim video và ai chưa đăng ký thì bật cái nút đăng ký, bấm qua chuông bên cạnh, chia sẻ video cho người thân bạn bè của mọi người để khi mình làm video ra, mọi người sẽ nhận thông báo và xem được đầu tiên nha. Ok các bạn, let's go. Đây, thì chúng ta có câu chuyện về những cổ phiếu bùng nổ trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay là giờ. Ngân hàng các bạn. Ngày hôm nay thì sáng ngày hôm nay chúng ta có hiện tượng giờ cổ phiếu của STB là một trong những cổ phiếu giờ nó nỗ lực ha. Nó nỗ lực, tuy nhiên thì trong cái nỗ lực này các bạn thì nó chạm ngay cái vùng cản ha. Nó chạm ngay cái vùng cản và đây là một cái nỗ lực cố gắng thoát ra khỏi đường trendline. Nhưng mà các bạn thấy mà ở trên á thì nó gặp cái giờ cái dãy Bollinger, tức là quanh vùng giá đâu đó là 30.7 ha. Đây ngày hôm nay thật sự nó giống như một cái điểm mua là pocket pivot thôi các bạn ạ. Để mà thật sự các bạn mua đẹp thì đối với quan điểm của mình nha, thì đâu đó nó sẽ phải quanh cái vùng giá ít nhất các bạn, gần gần đâu đó là vùng giá khoảng 30 thì nó lại đẹp ha. Chứ tránh tình trạng mà mọi người càng đuổi giá trên này, mà đặc biệt là trong một cái bối cảnh diễn trình lúc này á, là thị trường giờ nó đang trong cái kỳ chuẩn bị nghỉ lễ hả, cho nên là nhà đầu tư thật sự các bạn thấy không ạ, cuối phiên thường là nó bị áp lực bán trở lại đúng không ạ. Thì buổi sáng hôm nay mình có chia sẻ với mọi người rất là kỹ rồi, và giờ cũng giống như một số anh chị vào trong đất VIP thì mình có nhắc rất là kịp thời ở câu chuyện chỗ này nè, canh mua mới á, đây các bạn. Bây giờ canh mua mới thì Thái có nhắn với mọi người ở một cái góc độ như thế này nè, là những cái vùng giá mua cụ thể khi đỏ rung đất mình mới nhấn enter các bạn nha. Còn lại tuyệt đối đừng đuổi giá, hoặc là về những cái phiên xanh FOMO hỏi Thái đều là cản mọi người hết, không cho mọi người mua xanh FOMO. Để chi ạ? Đây. Để thật sự là giờ các bạn, mình đã nhắc rất là kỹ rồi, mua mới á thì tuyệt đối mấy phiên trước lần các bạn ha, và mình tập trung ở câu chuyện là mình bán hàng ra khi nó xanh mạnh đúng không ạ, xanh càng mạnh thì mình càng thích để mình bán ra mà. Ok, ở góc độ hiện tại chia sẻ rất là cụ thể nè, chỉ mua khi rung lắc hoặc có cân bằng, ai mà đuổi giá thì nó sẽ mệt mỏi đó. Trước đó khoảng năm một tuần lễ trước mình đã nhắc với mọi người rất là kỹ rồi đúng không ạ, thì mệt mỏi nếu thị trường nó test thì nó sẽ rất là dễ rơi vào trong trạng thái cắt lỗ, và khi mọi người cắt lỗ đó thì nó lại là điểm mua của những người kiên nhẫn nè. Và trong đó giờ mình có chia sẻ với anh chị trong group VIP rất là cụ thể nè, canh mua mới là đâu đúng không ạ, một vài phiên gần đây mình đều nhắc với anh chị là giờ, đặc biệt là giờ khi rơi vào vùng giá mua thì mình mới nhắc mua nè ha. Ok, ở thời điểm hiện tại thì mình xin phép là mình sẽ chưa cho mọi người biết được cái giá mua cụ thể, bởi vì sao ạ, bởi vì thật sự cũng giữ cho cái quyền lợi của anh chị trong group VIP nha. Ok, đây bạn, canh mua mới là Thái có chia sẻ cụ thể điểm mua, lưu ý đỏ rung lắc hỗ trợ chúng ta mới mua, còn không FOMO đuổi giá xanh, ok các bạn nha. Rồi đúng không ạ, đặc biệt nhớ luôn nè, nói chung là ngày nào cũng nhắc trong những phiên mà xanh mạnh quá, bởi vì thật sự mình đã trải qua rất là nhiều rồi khi nó xanh mạnh á, thì nhưng mà mọi người không nhìn được cái diễn biến này, bởi vì sao, đây mình ví dụ nè, FRT các bạn thấy xanh mạnh một cây rồi sau đó trả lại bốn cây, BNG xanh mạnh một cây kéo lên tí xíu nữa, đây là một trạng thái may mắn này à. Nhưng mà nó trả ngược lại hoàn toàn cái cây nến tăng giá luôn. Nếu trường hợp mà chỉ cần FOMO đu bất cứ chỗ nào cũng chết các bạn. Hoặc là GMADEP các bạn nè, các bạn thấy ác liệt không? Đây các bạn, mình vẽ ra những cái hình này thật sự nó có cái góc nhìn của Thái. Đây nè, xanh mạnh một cây và sau đó 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trả lại hết trơn luôn. Thì mình hay nói cái câu nói là rất là dân dã là giờ bùng, đây là một cái cây giờ bật cây nến ảo và lừa đảo chúng sanh các bạn ạ. Ok, rồi đó đó là góc nhìn của Thái rất là kỹ, vì vậy bây giờ mình đó cố gắng là liên đới cái vụ này trước để giờ nhắc với anh chị cho kịp thời nha. Và hãy nhớ rằng những cái lần mà mua vội vàng á, là vội vã mua hàng, vội vã bán, vội vã đâu vội gì, vội vã sầu các bạn, rồi sẽ không biết chặn lỗ ở đâu, vì cái tâm lý mọi người mua như vậy. Và lúc này đúng mi luôn, nó đang vận động là giờ chứng khoán Việt Nam ở trong một cái bối cảnh giờ nỗ lực cân bằng, và ha, cái cân bằng này là mình có chia sẻ với mọi người luôn, hoặc là nó sẽ tăng, nó vượt đỉnh các bạn nhớ rõ ràng. Vì sao? Vì lúc này ha, chỉ cần giờ tin tức cũng tích cực rồi, tất cả mọi thứ ổn rồi, và nhóm ngân hàng cũng đang lấy lại cái sức vóc này ha, thì chỉ cần là hy vọng thị trường sau lễ bạn, nhóm ngân hàng mà nó ủng hộ cái là giờ nó sẽ bật qua cái chuyện này là hết sức bình thường. Nhưng mà
trạng thái cân bằng này hoàn toàn vẫn có khả năng bị bán dội xuống, đúng không ạ? Cho nên là hai kịch bản này mình chia sẻ với mọi người, và trong ngày hôm nay các bạn thấy cái cổ phiếu VCA là 123 đó, đây các bạn thấy cái chỗ này kiến thức thực chiến nào, khi mà một cái trạng thái nó kéo không nền giá như thế này, đúng không, và ngay cái vùng cản này nó bắn qua cái vèo, và mình có chia sẻ với mọi người rồi, mình sẽ không đuổi giá vì mình không biết các bạn ạ. Và chỗ này đừng đón cho Thái, bởi vì sao, bởi vì hoàn toàn nó có khả năng gì ạ, bị đạp xuống trở lại y chang luôn các bạn, cứ bình tĩnh thôi. VCA các bạn nè, à, như là VCA này vậy, may nếu mà trường hợp những nhà đầu tư nào có đu trên này thì cũng chết rồi bạn, hàng về cơ bản là chết đúng không ạ. Hoặc là những cổ phiếu như là giờ BSA nè, đấy nó đều không thể vượt qua, làm sao mà những cái phiên mà tăng giá mạnh là nhảy vô mua được, làm sao dám, mà vì chúng ta nó chưa kết thúc phiên đúng không ạ, mà nhảy nhảy vô đu á, thì rõ ràng các bạn đang đi làm cái câu chuyện giờ là chúng ta là cảm tử quân các bạn, các bạn ra trận trước, mà dòng tiền lớn thật sự nó không muốn đánh lên thì rõ ràng là nó phải retest ngược trở lại, bung bét ngược trở lại bạn ha. Thì đó là góc nhìn của Thái đối với lại cái cơ bản khi mọi người vận động trong cái thị trường này, bình tĩnh nha. Ok, thì VN-Index hiện tại là giờ chúng ta còn một cái ngày mai nữa là ngày kết thúc lễ, thì mình có lời khuyên với mọi người là rõ ràng trong giai đoạn hiện tại khi cổ phiếu rơi về vùng mua, mọi người có quyền mua ha, chứ không phải là lên. Nhiều khi các bạn nó giữ giá như thế này qua lễ tích cực cái nó kéo lên cái ọt, cái là những nhà đầu tư giờ không mua bắt đầu là nhảy vô FOMO các kiểu là nguy hiểm nha. Ok, hỗ trợ hiện tại của VN-Index thì mình đánh giá nó sẽ quanh 1260 các bạn ạ. Hy vọng là giờ cái chỗ này thật sự mình cũng rất là kỳ vọng nó có một cái trạng thái giờ test chỉnh trở lại như thế này, hoặc là nó chờ cái đường MA20 các bạn nè, nó kéo lên các bạn nha. MA20 là nó kéo lên đúng không ạ? Đó, nó cắt qua cái đường MA50 thì nó sẽ tạo thành một cái giao cắt tăng giá rất là đẹp, hoặc là gọi là một cái chữ thập các bạn ạ. Đó. Cho nên là giờ thấy cố gắng là giờ làm sao lồng ghép vào những kiến thức chuyên môn để cho mọi người là dễ hiểu hơn một tí xíu các bạn ạ. Ok. Rồi. Thì những cái nhóm ngành và những cổ phiếu mà mình sẽ đặc biệt lưu tâm và chia sẻ với mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta có những cổ phiếu như là STB bùng nổ vol, nhưng mà cuối cùng là giờ đóng cửa không cao nhất trong phiên, rõ ràng chúng ta dễ hiểu ạ. ABA rồi ST8 và những cổ phiếu SGR, nói chung là những cổ phiếu này nó mang tính chất đầu cơ quá nhiều. Lên trên này mà đua giá làm sao được, không không thể nào các bạn nhớ. NAF các bạn ạ, ok. NAF ngày hôm nay cũng tạo ra một cái điểm mua bóc kết bay vọt hết, và cổ phiếu này nó sẽ rất là dễ bật tăng tiếp tục, đúng không ạ? Đối với quan điểm của theo như William Manuel thì đây là một cái phiên tạo điểm mua chuẩn các bạn ạ. Ok nha. Rồi, nếu thật ra thì nó cũng sẽ giống như những cái mẫu hình mà mình vừa quan sát thấy là giờ câu chuyện của SGR. Thì những nhà đầu tư giờ thật sự là muốn đánh theo đà tăng trưởng thì rõ ràng đây là một cổ phiếu các bạn có thể theo dõi và enter được. Đúng không ạ? SCTV kéo quá kéo rồi bạn, DSH ha. Rồi ok, DSC. Trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay á, thì STB giống ngân hàng kéo nè, rồi MBB buổi sáng nó cũng kéo về lại những cái vùng đỉnh. Buổi sáng thì mình có chia sẻ với mọi người, mình có thấy bạn quan sát rất là kỹ nha, nhưng mà vẫn hành động giờ nhắc rất là rõ ràng. Đây, nhiều anh chị vào trong group VIP thì mọi người thấy Ngô nhận được rất là nhiều tin nhắn của mọi người muốn vào group VIP thì chủ động nhắn tin cái số điện thoại để bên dưới màn hình nha, cái số Zalo các bạn ạ. Ok. Để thật sự vậy, khi nó có điểm mua các bạn mua, và mình sẽ cố gắng giờ cảnh báo hoặc là có những cái lúc mà thật sự không làm gì cả. Trong giai đoạn vừa qua bạn bình tĩnh theo dõi thị trường hả, và chúng ta còn cơ hội mua rất là nhiều đúng không ạ. Đó, buổi sáng thì MBB kéo về đỉnh cũ nè, đó nhóm banh như là MBB, ACB các bạn, rồi STB ngày hôm nay ha, có mình có quan sát là kịp kịp thời, nhưng mà giờ do cái biến động nghỉ lễ cho nên chỗ này chúng ta cũng không biết là giờ một là nó sẽ tăng lên, hai là giờ nó có những đoạn mà test ngược trở lại rồi nó mới tạo cái động lực để đi lên các bạn ạ ha, hoàn toàn có thể diễn ra. Hoặc là chỗ này nè nó tăng lên luôn thì lúc này giờ ngay cái dịp này mình sẽ không đánh chỗ này, bởi vì sao, vì mình không muốn làm chuột bạch để cho im dòng tiền lớn nó đánh một đỉnh hai đỉnh ba đỉnh, nhiều khi mà nó có thể là vượt đỉnh và nó coi như là hoàn tiếp tục một cái trạng thái tăng giá mới, và cái lộ trình nó sẽ đi thêm một cái nhịp như thế này các bạn ạ. Nó sẽ tầm tầm 15 đến 20% nữa nha. Thì chỗ này các bạn cứ tiếp tục bình tĩnh theo dõi. Xấu thì cũng chả có gì xấu cả, đúng không ạ? Mua mới thì ngược lại là không phù hợp cho phe nắm giữ. SCB thì mình đánh giá đối với những nhà đầu tư nào muốn mua cổ phiếu này thì rõ ràng, đúng không ạ? Những cái pha mà rung đất tép chỉnh như thế này này các bạn enter. Mình nghĩ là vậy các bạn. Nó sẽ như thế này nè. Ha. Dù sao các bạn mà mua những cái pha mà rung đất lại á, thì nó đỡ hơn về cái giá, mà cái giá thì giờ các bạn sẽ đỡ bị áp lực tâm lý hơn nha. Ngày hôm nay thì cũng có dòng tiền lớn vào rồi, đúng không ạ? Nước ngoài ngày hôm nay thì mua ròng riêng cổ phiếu này là khoảng trăm mười mấy tỷ, đúng không?
Ok. VN-Index trong giai đoạn ngày hôm nay thì cũng có bị nước ngoài bán ròng ạ. Thì bây giờ chúng ta nhìn nhận lại nè, trong 10 ngày đổ lại đây á thì cái áp lực bán ròng của nước ngoài nhiều hơn, đúng không ạ? Đó, biến động thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta có khoảng là giờ 214 mã giảm, ngày hôm qua cũng 200 mấy rồi 100 mấy chục mã tăng thôi. Như vậy là chúng ta đang thấy cái áp lực mà người ta giờ đang rung lắc điều chỉnh và bị bán ấp chút lại, nhưng mà nó không quá lớn mà. Đúng rồi, không quá lớn nha. Tác động VN-Index trong ngày hôm nay thì chúng ta có cái góc nhìn của giờ những cổ phiếu như là Vinhome, rồi Vietcombank, BKMX Bình Dương, STB, MBB là những cổ phiếu góp phần vào cái chuyện xanh điểm à. Còn ngược lại đà giảm thì có BIDV, GVR, cao su ngày hôm qua tăng, ngày hôm nay giảm, gas gas giảm, Vinamilk giảm ha. Hiện tại là VN-Index vẫn đang quay quẩn quanh 1.281 các bạn. Ok. Hoặc là ACB nè, những cổ phiếu này thật sự mình đánh giá nó cũng được, ổn các bạn. Về là những vùng thật sự là giờ ở trên những cái nền tảng này đẹp ha, những ngân hàng. Có điều là giờ mình vẫn quan sát thêm thôi. Nhóm này thì giờ có bạn chọn được là MBB, STB nha. Hôm qua thì như là MSB nó tăng giá do cái câu chuyện là giờ được chia của mình xem nha. Để mình xem. Hôm qua thì nó xanh, hôm nay giảm rồi nè. Hôm qua thì giờ chỉ là tỷ lệ cổ tức 30% đúng không ạ? 130 các bạn, là 30% ha. Thì ngày hôm nay nó bị bán ngược trở lại. Đối với nhóm banh bây giờ thì mình thấy có hai cổ phiếu mình vừa chia sẻ nha. Nhóm bất động sản thì ngày hôm qua phát đạt rúp rồi đích các bạn, đích là một cái giờ cái cổ phiếu mà nó bị xấu nhiều bởi ngày hôm qua, bởi vì nó ra tin là bị thanh tra BCZ vậy, cho nên là về những cổ phiếu mà nó dính cái tin xấu như là đích nè, như là TCS thì thật sự là bông bối cảnh vừa qua mình không có tham gia. Ngược lại là BRR mình đã nhắc anh chị mua từ những cái giai đoạn vùng giá dưới này các bạn ạ. Đặc biệt là những trong nguyên một cái quá trình vừa qua bạn ạ. Chỉ mua duy nhất cổ phiếu này nha. Ở cái giai đoạn mà khi mà thị trường nó đạp về vùng sâu, vùng xa thì là nhắc anh chị là mua ngay cái biên hộp giá này và có một cái phiên giờ vượt qua vùng giá khoảng 17.8 và 18 là nhắc anh chị gom thêm. Đa phần thì lúc này mọi người đã được khoảng là hơn 25% lợi nhuận. Và mình nhắc với mọi người rồi, ở lúc này thì cứ mình mọi người cứ giờ hạ vì thế là chốt dần thôi các bạn. Ở chỗ này thật sự giờ nếu mà trường hợp nó công phá lực lượng rất là mạnh á, thì ok, còn không nếu mà trường hợp có tin xấu như vậy nó có thể nó có những pha gì test chỉnh trở lại nha, thì cổ phiếu này các anh chị có thể là canh mua được, đúng không ạ? Mình thấy trong nhóm bất động sản nếu giờ nếu mà thật sự nó về lại những cái vùng mà như hôm qua mà nó có một cái nhịp giờ test chỉnh trở lại dưới này rất là đẹp nha, và mình nhắc với anh chị là mua sâu có thể canh mua, hoặc là từ đây sắp tới có những pha test chỉnh lại các chị đi mua. Tuyệt đối không đuổi giá khi nó vượt lên, bởi vì sao? Bởi vì nó chạm gần cái vùng cản ở trên này nè, tức là quanh đâu đó là vùng khoảng 23 24. Nói chung là thị trường nó sẽ tạo ra rất là nhiều cơ hội, đúng không ạ? Hoặc là đất xanh các bạn ạ, lên vùng giá khoảng 16 ít rồi, có những người nhắn tin hỏi Thái mua được hay không, thật sự ông cố nội của mình cũng không trả lời mua được. Vì sao? Vì cái tính mình rất là rõ ràng quá, nó có điểm mua vùng mua thì mình mới mua. Ở dưới này nó tạo cái gáp chà bá lửa nè, lên trên này rồi mua ngay đỉnh, lỡ như trường hợp ạ, mua xong y như rằng 3 4 phiên sau ạ, nó giảm như thế này rồi bắt bạn cắt ở dưới này rồi bắt đầu nó mới tăng lên nè. Thì các bạn có liên tưởng được cái góc nhìn này không ạ? Nhiều khi mua thì vẫn rất là khỏe, enter cái rất là nhanh, nhưng mà 3 4 phiên sau bạn ạ, thì các bạn phải nhìn ra được bối cảnh là dở như hàng gì, xử lý như thế nào, nó như thế nào, tâm lý mọi người ra sao, có đánh ngắn được hay không, và giá tốt thì chúng ta mới enter được cả nhà đó. Thì các anh chị thấy cái phương pháp giao dịch của Thái mà thật sự phù hợp với mọi người thì hãy nhắn tin cho Thái nha. Ok bạn, mình không làm môi giới cho bất kỳ công ty môi giới nào cả nhá. Ok, ví dụ trường hợp nó có test chỉnh trở lại các bạn, ok, canh múc phát đạt rúp đất xanh, đúng không ạ? Còn ở trên vùng cao này thật sự là không nên, đó là quan điểm của mình nha. Ok, nếu mà trường hợp nó test đẹp nữa thì về lại vùng giá khoảng đâu đó là 15 các bạn, là đẹp quá, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, ví dụ như những cổ phiếu như là Hà Đô Group, đó là những cổ phiếu mạnh rồi sau đó mới tới những cổ phiếu này nè. Ok, những vùng này đúng rồi, nó có những cái pha mà rung đất đỏ rồi bạn, thì các anh chị có thể là canh mua chứ đừng có lên những cái phiên xanh mà 29 mấy nhảy nhảy vô mua là nguy hiểm bạn đó. Rồi CE các bạn nè, đúng không ạ? Ở lên trên này vùng giá chạm ngay cái cản kháng cự luôn, cái vùng này nè không múc, nhưng mà giờ hiện tại nó đang đi ngang tích lũy lên sình đẹp các bạn. Nếu có những gì thật ra nó vẫn đang cố gắng lọt vào trong những vùng rung đất là vùng mua, cho nên các anh chị giờ dư mua có thể là canh mua được nhá. Ok rồi, nhóm bất động sản mình đánh giá là như vậy. Khang Điền Thao trong ngày hôm nay cũng có một cái tín hiệu tích cực các bạn. Ngược lại thì Nam Từ Liêm bị bán, cho nên lúc này các bạn thấy mà có một cái sự phân hóa nhất định. Khang Điền Thao thì tăng mà Nam Từ Liêm thì bị bán trở lại hả? Đúng không ạ? Đó, chứ không phải là sau phiên bùng nổ theo đà cái gọi như là cũng tăng đâu mà không có đâu bạn ạ. Nó phải rất là bình tĩnh chỗ này nha.
Ngược lại Khang Điền Thao thì mình đánh giá nó tích cực các bạn ạ. Đúng rồi, ngày hôm nay thì Tây cũng mua rồng cổ phiếu này. Và bản chất là nếu mà trường hợp nói về nhóm bất động sản thì ông này rất có động lực để nó giống như mẫu hình của MBB, tức là nó sẽ tìm về những vùng đỉnh này, vùng đỉnh này. Và hiện tại giờ Khang Điền Thao đang ở trong bối cảnh của hộp giá này và dễ đánh lên giống như MBB ngày hôm nay kéo về vùng giá khoảng 25, cho nên các anh chị có, các anh chị cứ nắm giữ nhá. Ok, ví dụ như vùng đỉnh gần gần này là 39 đến 40. Rồi, đó là nhóm bất động sản. Nhóm chứng khoán thì bây giờ chúng ta sẽ đi ngó từng cái cổ phiếu một. Bờ đầu tiên MBS mà. Thật sự MBS rồi sau khi mình chốt lãi giai đoạn trước ở quanh những vùng giá trước khi chia bạn thì mình chưa tham gia lại nhóm chứng khoán thật sự luôn ha. Mình vẫn đang thấy nó đang cái gì đó mình không cảm nhận được, cho nên mình không có tập trung vào nhóm chứng khoán, không tập trung vào nhóm thép các bạn ạ. Đúng không ạ? Đây ví dụ như SSI các bạn nè, VCA các bạn thấy kênh không? Đây. Cho nên là chỗ này mình không đoán được và không đoán được là không enter, đó là cái sự an toàn mà. Đúng không ạ? Làm gì chúng ta phải vội vã mua hàng rồi vội vã bán hoặc là bị áp lực là làm gì cho khổ. Đúng không? Rồi. Hoặc là BSI chung một mẫu hình luôn các bạn, thấy không? Lên trên này bị bán dội người trở lại 5 đến 7%, thậm chí là có thể là giảm 10%. Thì nếu mà trường hợp có những pha rung đất đỏ như vậy thì chúng ta sẽ nhảy vào và enter ha, hoặc là nó phải chính thức vượt qua cái vùng cản chéo này thì mình mới yên tâm. Vì ngày hôm nay cũng có những thời điểm nó có dòng tiền vào nhưng giờ nó bị bán ngược trở lại bạn đó. SSA thì tin tức nó cũng tích cực hơn VCA một tí xíu, cho nên là giờ VCA là có thông tin là vợ của tổng giám đốc là bán ra các bạn. Đây. Đó. Ok các anh chị nhớ đừng quên bấm cho tôi một nút like, thả tim video này nha. Rồi. Đây là nữ doanh nhân Thiên Kim vừa sở bán 13,2 triệu cổ phiếu Việt VCA các bạn. Đây sở hữu những gì ABCZ. Đó. Thì các bạn thấy mà những cái mẫu hình này giống y chang nhau nè. Rồi FTX các bạn ạ. FTX cũng giống luôn. FTX cũng giống mẫu hình là ngay cái vùng cản chéo, cho nên ngay chỗ này không thể nào nhảy vào. Nhưng mà nếu mà trường hợp những ai nhảy vào thì bây giờ nói cái chuyện mà 3 đến 5% là cũng khổ chứ không phải đơn giản rồi. Đúng không? Nếu mà trường hợp nó có những cái pha mà rung đất test lại vùng giá đưa EMA 50 thì mình đánh giá nó lại là cơ hội hả. Ok các bạn có thể là chú ý FTS được nè, nên chấp nhận thôi và đặt cược. Ví dụ test trở lại đây quanh quanh vùng giá đỏ nó bật tăng, hoặc là khi thị trường tích cực hoàn toàn nó có thể bật tăng luôn, thì chúng ta phải follow vào câu chuyện của thị trường thôi nha. Ở vì chỗ này nó có thể hai xác suất ạ, nó còn chỉnh thêm một nhịp nữa rồi nó mới lên. Ok. Nhóm tiếp theo banh chứng thép bất động sản. Nhóm thép thì như thế này, Hòa Phát ngày hôm nay vẫn bị bán ròng và chưa có một cái dấu hiệu giờ tạo đáy xong các bạn ạ. Hoa Sen cũng liên tục như vậy, chỉ có Nam Kim là tích cực hơn một tí xíu là có tay nó đỡ giá nè các bạn ạ. Tay nó mua ròng nhẹ hoặc là không bị bán ròng như câu chuyện của Hoa Sen. Hoa Sen ngày hôm nay bị bán khoảng 400 mấy chục ngàn cổ phiếu đúng không ạ? Hoặc là Hòa Phát nè, nói chung là nhóm thép lúc này nhìn Hòa Phát mà chơi đó bạn. Hòa Phát lúc này nó vẫn chưa có sự ổn định cho nên chúng ta phải né ra ha. Banh chứng thép bất động sản rồi, thép rồi, dầu khí thì ok bạn. BSR mình vẫn nói chung nhóm dầu khí lúc này mình chưa có một động thái nào cả nha, tại vì thật ra chắc có lẽ là mình cũng không có duyên với lại nhóm dầu khí. Ngay cả BVT các bạn nào đó, nó vượt qua cái cản này hoàn toàn nó đạp trở lại là bình thường đúng không ạ? Bán lẻ thì mình tập trung, mình có cái góc nhìn này đúng không ạ? Bán lẻ như là BET rất là đẹp các bạn nào. Ok, nếu anh chị nào chưa mua được đó thì rõ ràng các bạn, trong những giai đoạn vừa qua mình đều cân nhắc cái cổ phiếu này và nhắc với anh chị rất là đẹp ha. Lọt về vùng mua là mình mua thôi chứ mắc gì mình lên trên này mình đuôi giá mà ha. Ông này cũng tạo ra một cái cú giờ test chỉnh và rất là đẹp, tạo nên giá hy vọng thị trường tích cực nó sẽ hoàn toàn lấy lại vùng giá trên này, cho nên là về lời vùng giá cực kỳ đẹp mình đã nhắc với mọi người rồi. Còn cái chuyện tiếp theo là để cho cung cầu của thị trường diễn ra các bạn, đừng có đoán sao được, đừng làm khó chính bản thân mình đúng không ạ? HAX cũng tương tự như vậy nè ha. Ông này cũng là có dòng tiền vào trước đó rất là khỏe, rồi sau đó giờ có những pha test chỉnh mua. Những nhà đầu tư mà đuổi giá người ta là cắt lỗ thì mình lại cho anh chị trong group VIP mình mua đúng không ạ? Đó đó là cái sự khác biệt mà thì mình chấp nhận điều đó, bình tĩnh tí xíu chứ mà có đuổi vô cũng có ăn được cái gì đâu đúng không ạ? À, đuổi mấy phiên trước rồi có đâu có ăn được gì đâu mà lại khổ mà đó ha. Cho nên là về sắp tới nó có rất là nhiều điểm mua, anh chị nào chủ động nhắn tin Zalo thì Thái để số điện thoại ở dưới bên dưới nha, và phù hợp với Thái thì hãy nhắn, vì mình nhận được rất là nhiều tin nhắn và mình rất là ngại phản hồi các bạn. Ok. Bet HAX là BNG, ngay cả như Masan các bạn đó cũng được đúng không? Masan cũng khỏe các bạn, nhưng mà cái vùng giá mua thì mọi người canh chú ý là ở đâu đó ở dưới này các bạn này ha, một tí xíu rung lắc. Ok, những phiên trước là gas tăng, Vinamilk tăng, nhưng mà rõ ràng khi nó không có vùng mua thì các bạn thấy không ạ,
nó có tăng đi chăng nữa thì nó cũng nằm cả đống ở đây một thời gian nữa bạn nào đó. Tuy nhiên nhà đầu tư là không có nhìn ra được đây, mà toàn là thấy khi nó xanh thì bắt đầu là nhảy vô đu trên ngọn và về lại những vùng thấp mọi người bán, và nó liên tục chết chết chỗ này nè, các bạn công nhận không ạ? Đó, bất động sản khu công nghiệp thì lúc này thấy ngôi chưa chú ý lắm nha. Ok, có KBC, nếu trường hợp trong những cái phiên sau mà nó có những cái cú gì à, rung lắc test chỉnh trở lại thì mình thấy nó sẽ ok, là các bạn mua được ví dụ như quanh vùng giá khoảng 26 ít, gần gần đó ha, là được. Nhưng mà đợt trước thì mình GVRDTD, đợt trước cổ phiếu DTD này cũng được nè, nhưng mà lúc này thực sự nó đang hơi yếu à, so với thị trường chung, mà nhóm này nó cũng chưa có gì là nổi bật lắm. BCM ngày hôm nay là có hiện tượng tích cực nè, do tay mua ròng mạnh ha. Nói chung BCM thì mình vẫn nắm giữ 1/2 còn lại sau cái vùng mà chúng ta enter đâu đây các bạn, đó liên tục trong giai đoạn vừa qua, cái 62 63 liên tục luôn đúng không ạ, chốt lại một phần rồi và hôm nay kỳ vọng nó sẽ đánh vượt đỉnh ha. Đêm đó đầu tư công các bạn thấy không ạ, BC1 ngay cái vùng giá khoảng 29.5 30 mình đã nhắc cho mọi người là bán ra trên vùng giá này, rồi sau đó tính tiếp bạn, nếu mà trường hợp trong những phiên tới nó đạp giá tốt các bạn mua lại đúng không ạ, nhắc rất là kỹ luôn. BC1 đạt phương gấp thì cũng có đang quanh quanh vùng giá này các bạn, rồi gần nhất là giờ KSB mà nó ok lọt về vùng giá, những cái vùng giá đẹp chúng ta có thể là rải ngân. Thủy sản lúc này mình cũng chưa có đầu tư lắm các bạn ha, theo dõi thôi đúng không, thủy sản. Rồi dệt may cũng theo dõi thôi mọi người ạ, chưa có tiến triển gì tích cực lắm và giá nó hơi cao mà ha. Như VGT các bạn thấy không ạ, đây cái phiên vào ngày 16 tháng 8 một phiên tăng sau đó trả lại hết trơn, cho nên không phải bùng nổ theo đà là đu. Các bạn bây giờ các bạn còn thấm cái câu chuyện mà thấy cô chia sẻ vào đây, bùng nổ theo đà đu xong mất khoảng 5 đến 7% là bình thường. Đúng không ạ? Đó là cái góc nhìn của Thái mọi người ạ. Rồi cảng biển này HAH nè, ok mà quanh quanh những vùng giá này thật sự mình thấy giá là ok, mua được. Là những phiên tới vote các bạn nè, đây, đuổi giá làm gì cho khổ, và ngày 16 tháng 8 đuổi xong bây giờ trả lại hết trơn luôn. Trả lại hết trơn luôn mà. Đó các bạn thấy kinh khủng không? Ok, rồi. Quan trọng là như vậy các bạn ạ. Hóa chất thì nhóm này mình thấy cái câu chuyện hơi ngại rủi ro chỗ là giờ CSV và BFC mà nè. Mình thấy những cổ phiếu này nó đang có dấu hiệu giờ bị trình này cao quá, mình sợ nhóm này cho nên mình không có đầu tư ha. Tập trung thứ nhất là giờ bất động sản, bán lẻ, rồi đầu tư công, cảng biển mà ok rồi ha. Cơ bản như góc nhìn của mình là cho cái video đến đây là kết thúc. Xin chào hẹn gặp lại mọi người trong chương trình nhận định thị trường vào ngày mai. Bye bye mọi người nha.